Và đây là bộ cuối cùng trên thế giới. Một mẫu Caetun 516-1685 Made in Germany. Đây là bộ duy nhất và nó là bộ cuối cùng trên thế giới. Giới thiệu với anh em, đây là bộ cờ lê đo lực. Bộ này thì gần như không có một hãng nào có thể đáp ứng được cái thông số với cái bộ như này. Nếu đã gài kỳ, cờ lê của nó thì gồm có một cái đầu. Đầu này là 14 x 8. Đây là đầu 1 phần 2 inch này. Một cái dưỡng này. Một cái đầu nhỏ, cỡ cỡ nhỏ lắm đây mọi người ạ. Đây là cỡ mấy không biết này. Đây là vặn 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 kiểu như vặn cái lục ấy. Đây là các cỡ này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 và đến 38. Mẫu này thì hiện tại là mình cũng không rõ là của Made in Germany hay không, nhưng mà nhập từ bên, còn bộ duy nhất phải nhập từ bên Mỹ về. Con này nó cũng tương đương luôn, các cái bộ này, đây là đầu đầu mở và đầu đóng, nó cũng từ 13 luôn. Đấy. Và đến 41. Hàng này giống Starwing lắm anh em ạ. Đấy này. Đấy. Và một chiếc cân lực. Đây. Cân lực này là 420 new. Nó cũng không ghi made in gì, nhưng mà vì cái tool này họ cũng là một đơn vị sản xuất nhưng mà cũng OEM luôn và cũng đặt hàng ở nước ngoài nữa. 80 đến 420 new. Đây là mẫu Kaitun. Và hiện tại trên thị trường là bán khoảng 92 triệu. Anh em ạ, lên trên mạng thì đang hỏi 92 triệu chúng nó bán khoảng hơn 60 triệu anh em nhé. Đây. Đấy, một cái bộ gần như full tải luôn. Nhớ Starwing không có đâu. Hiện tại thì sẽ có một cái bộ HZ gần giống như này nhưng mà sẽ đắt, nó cũng khoảng 90 hơn 90 triệu. Đấy, anh em tham khảo nha anh em, nếu mà cần nữa thì dùng HZ thôi.